chào quý vị và các bạn. Hôm nay 22 tháng 6, nắng nóng diện rộng vẫn tiếp tục xảy ra ở phía Đông Bắc Bộ, tỉnh Hòa Bình và các tỉnh ven biển Trung Bộ với nền nhiệt độ vào lúc 13 giờ chiều nay phổ biến ở khoảng là từ 35 cho đến 37 độ. Một số nơi vẫn ghi nhận được nhiệt độ lên trên 37 độ. Như là ở tại khu vực Ba Vì của Hà Nội là 37,2 độ, ở tại Hòa Bình và Ba Tơ của Quảng Ngãi đều đạt tới mức là 37,3 độ. Cảm giác rất oi bức khó chịu vào khoảng thời gian trưa chiều. Có lẽ điều mà nhiều người quan tâm nhất bây giờ là đến khi nào thì cảm giác nóng bức này mới chấm dứt. Nắng nóng sẽ chỉ suy giảm khi có mưa xuất hiện, và một tín hiệu tích cực là hiện nay thì một vùng xoáy thấp ở trên mực 3.000 cho đến 5.000 mét đang phát triển ngay ở trên khu vực Bắc Bộ. Dưới tác động của vùng xoáy thấp này thì trong đêm nay ở Bắc Bộ sẽ xuất hiện mưa rào và dông rải rác. Trong đó khu vực các tỉnh vùng núi phía Bắc từ Lai Châu sang đến Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn và Quảng Ninh sẽ là những vùng có mưa nhiều nhất. Tuy nhiên, mưa dông mạnh diễn ra sau một ngày nắng mạnh, nhiệt cao với bầu không khí oi nóng hầm hập sẽ rất dễ gây ra sự xung đột trong bầu khí quyển. Vì vậy, khả năng xảy ra những hiện tượng thời tiết cực đoan như là tố lốc hay là sấm sét gió giật mạnh trong cơn dông lại được đẩy lên cao, nhất là khi mưa to chủ yếu xảy ra về đêm và sáng, thời điểm mà chúng ta thiếu sự đề phòng và chủ động nhất. Vì vậy, quý vị và các bạn lưu ý cảnh giác để tránh xảy ra những sự cố đáng tiếc. Những cơn mưa dông sẽ góp phần làm suy yếu gió phơn và vùng áp thấp nóng ở bên phía Tây nắng nóng sẽ chấm dứt ở tại khu vực vùng núi Bắc Bộ. Vì đây là những vùng có mưa nhiều hơn cả, nhiệt độ cao nhất tại đây giảm xuống chỉ còn từ 31 cho đến 34 độ. Trong khi đó ở khu vực Trung Du các tỉnh như là Yên Bái, Thái Nguyên, Bắc Giang, Bắc Ninh, Phú Thọ, nắng nóng vẫn còn duy trì vài nơi, nhiệt độ sẽ giảm còn từ 34 cho đến 36 độ. Còn ở vùng Đồng bằng Bắc Bộ và các tỉnh Sơn La và Hòa Bình thì vẫn xảy ra nắng nóng diện rộng, nhưng mức độ không còn quá gay gắt khi mà nhiệt độ giảm xuống còn từ 35 cho đến 36 độ. Dự báo phải đến ngày 24 tháng 6 thì nắng nóng mới chấm dứt ở trên khu vực này. Trong khi miền Bắc được làm mát nhờ những cơn mưa dông của vùng xoáy thấp trên cao, thì miền Trung sẽ chịu tác động mạnh của vùng thấp nóng và hiệu ứng gió phơn. Vì thế mà các tỉnh ven biển khu vực từ Thanh Hóa trở vào cho đến Bình Thuận tiếp tục xảy ra nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến là từ 36 cho đến 38 độ. Một số nơi như là Tĩnh Gia ở Thanh Hóa, Tương Dương ở Nghệ An, Hương Khê ở Hà Tĩnh, nhiệt độ còn có thể lên tới mức là 39 độ. Như chúng tôi cũng xin lưu ý, đây chỉ là mức nhiệt độ trong lều khí tượng. Còn ở ngoài trời, nhiệt độ còn có thể lên cao hơn từ 3 cho đến 4 độ. Vì thế mà khoảng thời gian từ 11 giờ trưa cho đến khoảng 15 giờ chiều, trời sẽ nắng gắt và chúng ta không nên ra ngoài làm việc lưu thông ngoài trời trong khoảng thời gian này để tránh bị say nắng. Ở phía Nam thì khối không khí biển lấn vào làm suy yếu gió mùa Tây Nam. Vì thế mà khu vực Tây Nguyên và khu vực Nam Bộ thì giảm mưa, nên nhiệt độ cao nhất ngày mai ở Tây Nguyên sẽ tăng lên mức là từ 31 đến 33 độ. Còn ở khu vực Nam Bộ sẽ là từ 32 đến 34 độ. Chuyển sang những thông tin thời tiết trên biển, toàn khu vực Biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, thời tiết tương đối tốt, gió Tây Nam hoạt động yếu dưới cấp 5. Sóng biển thấp và tầm nhìn xa trên 10 km, thuận lợi cho mọi hoạt động của tàu thuyền. Như vậy là từ đêm nay thì mưa dông sẽ xảy ra tại vùng núi Bắc Bộ và sau đó lan ra toàn miền và chấm dứt nắng nóng từ ngày 24 tháng 6. Trong khi đó thì nắng nóng ở Trung Bộ vẫn diễn ra gay gắt. Bản tin thời tiết tổng hợp tối 22 tháng 6 của chúng tôi cũng xin được khép lại tại đây. Xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.